Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe một chia sẻ của một vị khách mời nữa ạ. Là anh không chỉ là lần này là lần thứ đầu tiên đâu ạ, mà là chính là lần thứ hai đã tham gia talk show của nhà nhà 003. Ở đây là lần đầu tiên tham gia talk show của nhà 03 và là lần thứ hai tham gia talk show của hành trình kiến tạo văn hóa đọc ạ. Đó chính là anh Hưng ạ, là ông xã của cô Huyền trong nhà 03 ạ. Xin mời anh ạ. Xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu lại bản thân. Em tên là Đặng Trần Hưng. Thì sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, nhưng hiện tại thì đang công tác làm việc và gia đình cùng với mẹ và vợ và con thì hiện tại đang ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Thì rất vui hôm nay được lời mời của nhà 03 để tham dự cái buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Thì qua quá trình được trải nghiệm tham gia nghe từ đầu đến giờ thì và cũng quá trình theo dõi vợ khi tham gia chương trình thì thực sự là bản thân em là thấy có rất nhiều cái sự thay đổi xung quanh. Tất nhiên thì nó chưa phải là tất cả, nhưng mà hiện tại đang nhìn thấy rất nhiều cái sự thay đổi tích cực về cái vấn đề đọc sách. Vấn đề đọc sách thì bản thân em thì thấy vợ mình thì cũng đã bắt đầu đọc sách và cũng đã chọn, vì thực sự là vợ mình giáo viên nhưng mà trước mình thấy lười đọc lắm, cứ mua sách về xong rồi vứt toẹt đấy cái, xong rồi là cứ để một đống đấy. Mà từ trước đến giờ là mình cũng thúc rất nhiều là mua về thì phải đọc cho con, phải kể, phải nghiên cứu những cái quyển sách dạy con, hay là một vạn câu hỏi vì sao đấy. Thế là nó rất nhiều cái vấn đề thì cũng thúc đẩy như thế. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì thấy vợ là cũng đã chọn sách và cũng đã đọc sách. Thì qua chương trình này thì bản thân mình thấy cái chương trình kiến tạo này rất là hay và đã tạo được cho mọi người cái ý thức về cái việc đọc sách và ý thức để lan tỏa và ý thức đối với cộng đồng. Thì cũng rất là vui. Thì hôm trước thấy vợ nói loanh quanh gì đấy về cái việc làm thơ gì đấy, thì đến hôm qua thì sau khi em cũng đang học, thì hôm qua em cũng đang có cái mấy cái chương trình liên quan đến dinh dưỡng, thì đến 11 giờ đêm thì tự nhiên em ngẫu hứng em cũng làm cái bài thơ tặng vợ. Thì sau đây xin chia sẻ với cả nhà bài thơ được không ạ? Tuyệt vời quá. Bài thơ của em là về vấn đề đọc sách. Hành trình văn hóa đọc, nơi kiến tạo tuyệt vời. Triệu triệu điều ý nghĩa trong từng cuốn sách hay, để đến ngày hôm nay hành trình đã tốt nghiệp, đều nhận ra thông điệp năng đọc sách mỗi ngày giúp tăng nguồn tri thức cho cuộc đời nở hoa, để những gì trải qua không còn là hối tiếc. Nguyễn Huyền giờ đã biết cùng ngôi nhà 03 để một ngày không xa lan tỏa văn hóa đọc muôn ý nghĩa tuyệt vời đến tất cả muôn nơi, để không còn chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống. Bạn biết không, biết không, 23 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2023 tặng vợ. Xin hết ạ. Wow, quá là tuyệt vời ạ. Đây chính là một sự ghi nhận quả đỏ cho bạn Việt đấy ạ. Và lời cuối Bạn cùng thì Huyền. em xin chúc sức khỏe cả nhà. Chúc cả nhà sẽ tiếp nhận được nhiều cuốn sách hay và nhiều cái ý nghĩa tốt để phục vụ cuộc sống và giúp lan tỏa đến mọi người xung quanh. Em xin hết ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Một người mà luôn là đồng hành cùng với bà xã luôn ạ, bởi vì là khi tham gia thấy bà xã tham gia tinh tấn quá trong hành trình này thì